Nhất định có răng. Châu Bưu an toàn hơn. Xong phim, xong phim. Xong phim. Xong phim. Ôi, quên lên bé là đấy à. Thấy, thầy toán. Mấy giờ luộc ấy. Có cho 3 cái thôi. Đấy. Yếu rồi, thua anh rồi. Anh thì đeo phải đấy, đeo phải giữ. Đủ tự tin để đi qua không anh qua ơ? Ấy chân à? Chỗ này sắp sụp rồi. Ui hốt quá. Đời này không phải phải đi xe vòng số 8 luôn đó. Đi xe vòng số 8 kìa. Không sợ quá. Phải bao nhiêu toán? Hả? Hà Diếp Tì. Cái khai toàn Hà Diếp Tì như thành kia à? Kiếm dám qua không kiếm?
不好，稍微调点不好。chân ngắn ngắn nữa. Ai ấy sáng sớm dậy về xem những phim kinh dị này rồi. Toán ơi, lấy xăng giúp chị vậy. Chị còn mặc quần đùi ở trong hôm nay à? Nãy xác định, tập xác định là mặc quần đùi dắt xe qua suối đấy mà. Qua thật á? Căn hộ không? Qua từ suối đấy đi á? Tí nữa ngập máy phát. Qua đây có suối, có chân đi không mà. Cái này là khóc quá. Tránh họ lỡ công ty nữa họ ra. Bắt đi. Phải mọi người giúp được, nếu không người tôi đây. Em giúp anh nhá. Nước xiết lắm đấy. Như anh cho số 1 đi. Tí đến dưới kia là vật. Số 1 nha. Đây. Đấy. Tới một cái nữa không, cái này ướt. Em sắp như này kiểu gì cũng bị ướt. Sợ cái húm đầu này ấy, sắp sập rồi. Thằng kia không dám qua rồi. Ai ơi, bư à. À lôi. Chân trống. Trời ơi, cây cầu vãi thật. Mình bước không còn thấy ghê hết cả. Ba cái thôi. Quế, cái chi mang xe về rồi á Tâm ơi? Cái chi về rồi á? Nãy nó mang xe đi nhưng mà nó sợ quá, nó quay luôn. Làm gì? Nó vậy không lấy xe sang hả? À nó đi theo Văn. Tâm sợ rồi. Rơi à. Càng sợ càng rơi. Thật cái đi bộ cũng thăng hãn. Lấy xe sang đường nè. Văn đi đây rồi. Văn cũng không lấy xăng nữa. Tám thôi mới. Lấy được nữa. Ok, em được chơi kiếm nhưng mà có hai người nữa.